ngon. Chào mọi người, là Huy đây. Hôm nay Huy sẽ làm một clip làm thao mắm đường khổng lồ với 100 trái ớt nha. Nhắc tới mắm đường thì không thể nào thiếu xoài non đúng không các bạn? Giờ Huy sẽ ra ngoài hè hái nha. Hôm nay Huy định ăn cái bánh này nhưng mà em Huy đi học rồi nên không cầm máy quay được. Để hôm sau Huy sẽ ăn thử nha. Cây xoài này khá cao, giờ Huy lấy cái móc để hái nha. Mấy trái bự nó ở trên cao quá. Mày hái mấy trái nhỏ quá thôi. Lượm 3 trái được rồi, ăn đủ. Bây giờ Huy sẽ chuẩn bị nước mắm đường trước nha. Giờ Huy sẽ sắc ớt trước. Huy sẽ cho vào một ít đường nha. Thêm một chút nước mắm. Và cuối cùng sẽ là một ít tiêu nha. Ok. 3 hours later. Huy đã trở lại với dĩa xoài rồi đây. Với thau nước mắm đường khổng lồ luôn. Nhìn rất là hấp dẫn phải không các bạn? Giờ Huy sẽ ăn nó nha. Thì hồi nãy vừa làm xong cái thau này là Huy cũng hơi đói bụng rồi. Tại lúc đó xế chiều rồi các bạn chưa ăn cơm trưa nữa. Nên ăn xoài vô là chắc chắn bị đau bao tử luôn á. Nên giờ Huy đã dành giờ ăn nha. Giờ Huy mời các bạn ăn chung với Huy nha. Giờ mình sẽ ăn thử miếng đầu tiên nha. Khá là hấp dẫn luôn các bạn. Khá ngon. Vẫn có cay nhưng mà với Huy bữa giờ chắc ăn cay quen rồi, giờ ăn này chắc thấy ngon quá. Quá là ngon. Cay quá các bạn ơi. Nãy mới cắn vô nó chưa cay, sao giờ Huy cắn nó cay quá vậy. Ăn tiếp nha các bạn, cái món này hấp dẫn khá là ngon.
không cho em mình miếng không, nãy nó sợ nó không dám ăn các bạn nên nó không quay chung với mình, rồi mình cho nó thử miếng nha. Những lượt lấy sắc ớt nha, chấm dưới á, đường này ngon lắm. Món này càng ăn càng ghiền luôn á các bạn. Ngon lắm. Huy ăn hết trái này thôi, nãy giờ ăn hai trái các bạn ơi. Khá là no chứ không phải cần. Nếu mà Huy còn bụng Huy ăn nữa ha. Giống như bị cuốn vô cái cơn cái xoáy mà ăn thèm ăn cái này luôn sống. Ngon à. Xoài ăn bình thường không nó sẽ chua, chấm vô cái này rồi không thấy cảm giác bị chua luôn. Ăn mà đổ mồ hôi luôn các bạn ơi. Huy xin tạm dừng video ở đây nha. Huy cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay các bạn để lại cho Huy một lượt đăng ký và một like, và để lại bình luận ở phía dưới nha. Huy cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt.